trong hành trình đặc biệt của việc làm cha, vai trò của người bố không chỉ là nguồn động viên tinh thần mà còn là yếu tố quyết định đến sức khỏe của bà bầu và sự phát triển của thai nhi. Để giúp các ông bố hiểu rõ hơn về vai trò quan trọng này, tạp chí online xin chia sẻ những việc quan trọng mà bố nên thực hiện để mang lại sự thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc cho vợ bầu. Một, dành tặng những lời khen cho vợ. Khi mang thai, vợ thường cảm thấy mặc cảm với vóc dáng thay đổi. Việc động viên và khen ngợi không chỉ làm vợ hạnh phúc mà còn giúp xây dựng tâm lý vững vàng. Hai, xoa bóp chân cho vợ. Sự chăm sóc đặc biệt cho đôi chân của vợ sẽ giúp giảm sưng, đau nhức. Việc xoa bóp và bôi kem dưỡng chân là một cử chỉ ý nghĩa và giúp tạo nên môi trường thoải mái cho vợ. Ba, tìm hiểu thông tin về thai nghén. Sự chủ động trong việc tìm hiểu về thai kỳ sẽ giúp bố và vợ hiểu rõ hơn về những thay đổi cơ thể và tâm lý. Tham gia các lớp tiền sản là cách tốt để bổ sung kiến thức và gắn kết với nhau. 4. Cùng vợ đi khám thai định kỳ. Việc tham gia cùng vợ vào những buổi khám thai không chỉ giúp theo dõi sức khỏe của mẹ và bé mà còn tạo dịp để gắn kết thêm với em bé thông qua việc nghe nhịp tim. 5. Giúp vợ việc nhà. Chia sẻ công việc gia đình và không để vợ làm những công việc nặng nhọc là cách giúp vợ có một thai kỳ an toàn và thoải mái hơn. Tranh thủ giúp vợ mọi lúc. Trong giai đoạn mang thai, việc giúp đỡ vợ với công việc nhà giúp cô ấy có thời gian nghỉ ngơi và giảm bớt gánh nặng. 6. Trò chuyện thường xuyên với con. Giao tiếp với em bé từ khi còn trong bụng là cách tạo sự gần gũi giữa bố và con. Sử dụng những biệt danh thân thiết giúp tình phụ tử bắt đầu ngay từ khi thai nhi còn ở trong bụng mẹ. 7. Từ bỏ những thói quen xấu ảnh hưởng tới thai nhi và tinh thần của vợ. Những thói quen xấu như rượu bia, thuốc lá hay tụ tập về khuya. Từ bỏ những thói quen xấu không chỉ mang lại lợi ích cho sức khỏe cá nhân mà còn tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển khỏe mạnh của thai nhi. Chính vì vậy các ông bố hãy vì tương lai của con mình mà từ bỏ thói quen xấu này nhé. 8. Đi mua đồ ăn khi vợ thèm. Có ông nào gặp tình huống nửa đêm bị vợ dựng dậy đòi ăn kem không bắt đi mua không? Hoặc bất kỳ món ăn nào khác vợ đòi hỏi thì chắc chắn các ông đều cảm thấy rất khó chịu đúng không nào? Nếu không kiềm chế được cảm xúc rất dễ cáu giận, làm vợ buồn. Nhưng các ông hãy nghe đây, lúc này không phải vợ thèm ăn đâu mà là con của ông thèm ăn đấy. Chính vì vậy ông hãy vui vẻ chấp nhận đáp ứng nhu cầu của con đi nhé. Chăm sóc vợ bầu không chỉ là trách nhiệm mà còn là một hành động yêu thương và chia sẻ. Những cử chỉ nhỏ từ người bố không chỉ làm cho vợ hạnh phúc mà còn đóng góp vào sự phát triển khỏe mạnh của thai nhi. Hãy cùng nhau tạo nên một hành trình mang thai đáng nhớ và đẹp đẽ. Cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong video này. Đừng quên nhấn like và subscribe để cập nhật những thông tin hữu ích khác về sức khỏe và chăm sóc mẹ bầu. Hãy chia sẻ video này đến những người xung quanh để cùng nhau chia sẻ những bí quyết dinh dưỡng cho thai nhi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh của chúng tôi.